Theo hãng thông tấn Anh Reuters, Ủy ban An ninh Quốc gia của Chính phủ Australia đã thảo luận cách đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, đã giải thích về cáo buộc nước này nghe lén điện thoại của ông và 9 người thân cận hồi tháng 8 năm 2009. Thủ tướng Australia Tony Abbott ban đầu cương quyết không giải thích hay xin lỗi, nhưng hôm qua hứa sẽ phúc đáp một cách nhanh chóng, đầy đủ và lịch sự. Thông tin về vụ nghe lén đã khiến Indonesia triệu hồi đại sứ tại Australia về nước, ngưng hợp tác an ninh và tình báo với láng giềng, khiến hai cuộc tập trận chung phải dừng ngang. Khoảng 100 người dân Indonesia cũng đã kéo đến trước đại sứ quán Australia ở Jakarta biểu tình. Trong khi đó, thì các tin tặc nhóm Anonymous nhánh ở Indonesia giận dữ tấn công website của Cảnh sát Liên bang Australia và Ngân hàng Dự trữ Australia.